nay Ngân sẽ chia sẻ đến với mọi người cái câu chuyện của bản thân Ngân. Là hồi xưa các bạn biết đấy, Ngân bị tai nạn giao thông và Ngân sụt kỳ rất là nhiều, Ngân mất hẳn 7 kg luôn. Và cho đến tận cách đây 3 tháng thì lúc nào Ngân cũng chỉ vỏn vẹn là 41-42 kg thôi. Thì mẹ thấy như vậy rất là xót, bởi vì con gái của mình ở trong từ nhỏ đến lớn mà ăn cái gì cũng không mập hết, ai nhìn vô cũng kêu là sao gầy và xanh xao hết. Thì mẹ đã tâm sự với một người bạn, và một người bạn đó của mẹ đã đặc biệt giới thiệu cho mẹ một cái dòng thảo dược tăng cân. Tại vì con gái của cô đó uống thì cũng tăng cân lên và tròn trịa lên rất là nhiều luôn. Thì mẹ đã mua về cho Ngân uống. Và các bạn thấy đấy, là bây giờ Ngân rất là tròn trịa. Ngân vừa cân hôm trước là Ngân lên hẳn 4 kg nha cả nhà. Và thực sự là rất là thích luôn. Cho nên là ngày hôm nay đặc biệt là một cái video để giới thiệu đến với tất cả các bạn cái loại thảo dược tăng cân mà Ngân đã dùng và Ngân cảm thấy rất là hiệu quả. Đó chính là thảo dược tăng cân Tamino. Thì quả thật là 2 tháng sau khi Ngân uống em thảo dược tăng cân Tamino này á, thì Ngân cảm thấy là Ngân tăng ký và tròn trịa hơn rất là nhiều. Lúc nào Ngân cũng có cái cảm giác thèm ăn hết nha cả nhà. Ăn rất là nhiều luôn. Còn đến nỗi đồng nghiệp còn kêu là trời sao ăn hoài mà không thấy no luôn á. Thì thật sự là em này đã giúp cho Ngân có cảm giác thèm ăn nè, ngủ ngon và làm cho cơ thể Ngân tăng cân tròn trịa, không còn xanh xao như hồi xưa nữa. Thì với các thành phần như là whey protein, soy protein, lạc tiên và các thành phần khác, thì em này sẽ cung cấp hỗ trợ enzyme cho mình tiêu hóa tốt hơn và gây cảm giác thèm ăn nè, ngủ ngon nè, hỗ trợ được những cái vấn đề tiêu hóa của bên trong cơ thể chúng ta. Thì thực sự em Tamino này đã giúp Ngân và các cô gái khác hay các chàng trai khác đang còn đắn đo về cái số cân nặng của mình đó, là đã giúp cho cân nặng mình tăng lên rất là nhiều. Và ai gặp cũng khen hết là sao dạo này tròn trịa và hồng hào xinh xắn hẳn ra luôn. Và các bạn đừng có lo là em Tamino này quá khó uống nhé, bởi vì Ngân cực kỳ kỳ uống hú luôn, nhưng mà uống em này á thì làm cho Ngân có cảm giác thèm ăn, ăn nhiều và tăng cân thì Ngân rất là thích. Và Ngân thường hay uống em này là mỗi buổi tối sau khi ăn tối khoảng 30 phút Ngân sẽ uống. Và các bạn nào mà còn đang đắn đo về cân nặng của mình, đang còn bị gầy gò xanh xao, thì các bạn có thể mua em Tamino này về uống nha. Bảo đảm với các bạn uống xong sẽ tăng cân giống như là Ngân, và lúc nào cũng hồng hào tràn đầy sức sống hết. Thì mọi thông tin về em Tamino này các bạn có thể tham khảo thêm ở trên link mà Ngân đã gắn ở dưới bài nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của Ngân.